Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 28 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp, người tuổi Tý phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương phá đem lại do đó bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi bắt tay vào công việc đồng thời không nên tin người quá dễ dàng bởi đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại cho công việc tuy nhiên bạn cũng có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung vào công việc đang làm thì chắc chắn sẽ hạn chế được sai sót trải qua những khó khăn thử thách bạn sẽ ngày càng trở nên xuất sắc hơn thiên ấn cũng cho thấy bạn vốn là một người thông minh và điềm tĩnh mọi người xung quanh hiểu rõ và luôn tin tưởng vào bạn vì thế mà chẳng có ai lại đi tin vào những lời bịa đặt vô căn cứ hãy tin rằng cây ngay không sợ chết đứng tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có sự thay đổi về phương hướng làm ăn nơi ăn trốn ở không nên ngồi tại chỗ nên đi gặp hoặc gọi người cộng sự để bàn thảo sự mong cầu về tiền bạc cần có sự nhẫn nại mới được kết quả nhất là đối với phái nữ là người giúp đỡ mình tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hội họp tiệc tùng đình đám hẹn ước mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất hao tốn tài lộc tuy nhiên vẫn có tiền bạc hoặc có quà tặng tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất trách oán phạt vạ hao tốn tài lộc có sự gặp gỡ hội họp đám tiệc hẹn ước giải trí có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm có cuộc đi ngắn, có tin vui về tình cảm, tin xấu về sức khỏe, làm ăn. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Không nên buôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, vén khéo công việc, gia đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc nhưng cũng không nên kéo dài. Trong nhóm có người không tốt, nên giữ hòa khí. Tử vi tuổi nhâm tí, thuộc mệnh mộc. Đã có sự hẹn ước, giao kết thì phải tiến hành cho trọn vẹn. Có sự chậm trễ chút ít về thời gian gia đạo có tin vui hoặc có người đi xa gặp lại người xưa. Ngày thuận lợi cho đình đám, tế lễ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp dưới sự giúp đỡ của tam hợp, người tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Bản mệnh có khả năng thuyết phục và lãnh đạo, nhờ thế mà bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công. Nếu đang là nhân viên, bạn sẽ dễ dàng thăng tiến còn nếu đã đứng ở vị thế lãnh đạo thì bản mệnh cần tiếp xúc với mọi người nhiều hơn hãy quan tâm hơn đến nhân viên để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người từ đó phân công nhiệm vụ hợp lý với từng người hôm nay mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp cho dù có bận rộn đến đâu bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình bạn biết rằng gia đình là sẽ luôn cổ vũ giúp mình vững vàng trước sóng gió cuộc đời tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết ngày có tin xấu nên cẩn trọng trong việc đi lại sử dụng phương tiện xe cộ máy móc có chuyện vui mà mình không thể đi hoặc chỉ nhận được tin tức tài lộc dễ hao tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc tùng đình đám mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu hao tốn về chuyện mua sắm tu bổ sửa chữa trang trí có tin tức xấu về buồn mạng sức khỏe đi lại di chuyển của người thân hoặc việc mong cầu có sự chậm chạp gặp rủi ro có tài lộc hoặc quà tặng tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc có tin xấu về đi lại di chuyển các phương tiện xe cộ máy móc mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu nhất là lưu ý đến những công việc cũ có sự phiền lòng bất an trong quan hệ giữa bè bạn thân nhân hoặc gặp rủi ro có tin buồn không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt, Tử Vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình, ngày có nhiều công việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt. Chuyện tình cảm không nên để dây dưa và hãy tỏ bày cho thật lòng dù có sự phiền lòng chút ít. Hao tốn về giao thiệp nhưng vẫn có tài lộc. Tử Vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc. Có quý nhân giúp đỡ, có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc có tin xấu về đi lại các phương tiện xe cộ máy móc mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu nhất là lưu ý đến những công việc cũ có sự phiền lòng bất an trong quan hệ giữa bè bạn thân nhân hoặc gặp rủi ro có tin buồn không nên vội vã hoặc lo ngại sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới sức khỏe không tốt tử vi tuổi dần kiếp tài tác động khiến người tuổi dần trở nên nóng nảy dễ vướng phải những vụ tranh chấp mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp bạn quá tự tin và chỉ thích làm theo ý mình chứ không chịu tiếp thu ý kiến của người khác không ai có thể là người đúng trong mọi trường hợp nhiều khi hãy hạ cái tôi của bản thân xuống và lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh xem sao biết đâu bạn sẽ tìm ra hướng đi mới để giải quyết mọi việc cùng với đó tình cảm của con giáp này và người nhà cũng không yên ổn đôi bên có thể xích mích mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng Trước khi định thốt lên một lời gây tổn thương, bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và cân nhắc kỹ càng. Tử vi tuổi Giáp dần thuộc mệnh Thủy. Ngày thuận lợi cho các việc mong cầu về tình cảm, hôn nhân, kết bạn, đính ước, hợp tác thi cử, xét duyệt lương bổng. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng tin tức tốt. Không nên chần chờ khi có cơ hội đến dù không có lợi mấy ở trước mắt nhưng nên tiến hành, hoặc mạnh bạo thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng việc tương lai phải trải qua nhiều giai đoạn công sức. Tử vi tuổi Bính dần thuộc mệnh Hỏa có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có cuộc vui tin vui quà tặng nghe tin buồn về sức khỏe buồn mạng của thân nhân bè bạn ngày có sự hẹn ước đáo hạn định kỳ tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên quý nhân của mình ngày có khách bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui nhưng có tin buồn về tai nạn rủi ro bệnh tật chính bản thân cũng nên cẩn trọng về việc này tài lộc vào nhanh ra nhanh hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến phải lo âu tính toán tài lộc dễ hao tán mọi công việc nếu đang tiến hành chờ đợi đã lâu thì nay có sự kết thúc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại có tin buồn vui lẫn lộn nên cẩn trọng trong việc di chuyển sử dụng xe cộ máy móc sự mong cầu về tình cảm chưa phải là lúc có sự dứt khoát tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có nhiều bối rối hoặc có những sự kiện dồn dập khiến mình phải giải quyết, vừa về công việc vừa có thân nhân, bạn bè đến. Có tin về rủi ro, tai nạn, bệnh tật, hoặc gặp sự trắc trở của người thân nhưng cũng liên quan đến mình. Chuyện bàn luận coi chừng lạc đề. Tử vi tuổi mão Do cục diện tương xung tác động, người tuổi mão quá chủ quan, kiêu ngạo nên thường coi thường ý kiến của người khác, sẵn sàng gây gổ tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên bạn không thể bắt người khác nghe theo ý mình còn nếu muốn ý kiến của mình được công nhận theo tử vi hàng ngày cho thấy cách hợp lý nhất là bạn cần phải trình bày quan điểm một cách thật rõ ràng một khắc thổ người độc thân vẫn giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm nên chưa chịu mở lòng mình bạn thường cự tiệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới vì cho rằng người ta không thực sự chân thành với mình tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng không nên hấp tấp vội vàng và tin tưởng vào sự tính toán của mình khi tiến hành vì sẽ có sự đảo lộn bất ngờ gặp rủi ro, tai nạn, buồn phiền, thiệt hại hoặc có sự sai lạc về hẹn ước, ký kết. Nhất là trong việc đi xa dễ gặp tai nạn, sự thất vọng. Hoặc nghe tin dữ, việc ăn chơi đình đám chỉ nên ngắn gọn và không nên ở lâu. Tài lộc chậm chạp, dễ hao. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của buồn mạng ngày có nhiều sự cản trở do có người đến hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác hoặc ngày có nhiều sự thay đổi biến động bất ngờ có tài lộc hoặc có sự thuận lợi tin vui về tình cảm tiền bạc đồ đạc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có tin buồn về tai nạn đau yếu tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng có tài lộc hoặc có sự thuận lợi tin vui về tình cảm tiền bạc đồ đạc nhưng dễ hao tán về mua sắm tu bổ giúp đỡ có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ đề phòng rủi ro khi di chuyển đi lại có tin xấu về sức khỏe ngày có nhiều sự cản trở do có người đến hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng làm gì cũng không nên tính kế lâu dài sẽ có những sự kiện hoặc tin tức đưa đến khiến phải bỏ dở hoặc phải tính toán lại cho phù hợp với thực tế. Có tin về đi xa, có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn. Tài lộc trung bình, sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin mà thôi. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Ngày sung của buồn mạng, mọi việc đều có sự chắc chờ trước, sau mới có sự thuận lợi. Hoặc việc chờ mong kết quả đến gặp sự chậm chạp ngày có nhiều việc bận rộn có bè bạn thân nhân đến có chuyện trà dư tử hậu có tin buồn tử vi tuổi thìn nhị hợp nâng đỡ người tuổi thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người tuy nhiên chính bạn lại thường cảm thấy hoang mang mơ hồ vì chưa định hướng được cho mình trước khi đưa ra quyết định hoặc lựa chọn bạn hãy xác định cho rõ điểm mạnh của mình hoặc điều mà mình mong muốn rồi lấy đó làm cơ sở cho mọi việc hãy bình tĩnh để có thể lắng nghe tiếng nói từ chính nội tâm của mình hôm nay con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau nửa kia cũng thường là người giúp bạn đưa ra những lựa chọn rất chính xác khi đứng trước khó khăn tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không nên vội vã nêu ý kiến của mình hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác sự thỏa thuận hẹn ước ở quá khứ này có sự thay đổi ở người có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn tin vui sự cầu mong về hỷ sự thi cử công danh có kết quả tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có tin buồn về tai nạn của người quen ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc có người đem lại điều lợi cho mình tài lộc trung bình có lộc ăn có hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc mọi việc tổ chức sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng lộc ăn. Tử vi tuổi canh Thìn thuộc mệnh Kim. Mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn. Do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình, hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Việc đến cần phải hết lòng dù có thiếu thốn mọi phương tiện hoặc gặp sự cản trở khó khăn mới vượt qua được. Nếu có người cần sự giúp đỡ của mình cũng nên nhiệt tình sau này sẽ có sự giúp đỡ lại. Có tài lộc chút ít hoặc có niềm vui, lộc ăn. Tử vi tuổi tỵ nếu không muốn vào đủ loại rắc rối do thương quan mang lại người tuổi tỵ nên có hướng sửa đổi những tật xấu của mình bạn quá hiếu thắng nên dễ xích mích với người khác mà không quan tâm tình huống hay đối tượng giao tiếp của mình người trẻ tuổi có thể đối diện với những nỗi buồn lớn như không trúng tiền không thi đỗ thậm chí là bị mất chức bị hãm hại song đừng quá thất vọng với thực tại đây chính là dịp để bạn nhìn lại bản thân mình và trở nên mạnh mẽ hơn hôm nay con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý dù người ấy có khiến bạn không vừa ý thì bạn cũng nên góp ý nhẹ nhàng trước tiên hãy nói để người ấy hiểu điều gì khiến bạn tức giận tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều biến động bất ngờ dự tính việc này lại ra việc khác có những sự việc hoặc con người không mời mà đến nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng ngày có sự hao tốn về tiệc tùng đình đám mua sắm có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn quà tặng lộc ăn có tin xa nên cẩn trọng khi di chuyển, có tin buồn về tai nạn, bệnh tật. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày rất dễ gặp những điều trái ý hoặc gặp nhiều chuyện phiền muộn. Nên nghỉ ngơi, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám nhưng cũng không nên kéo dài. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, có tài lộc hoặc chuyện vui, quà tặng ăn uống. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều lo âu, bận rộn, có tin buồn hoặc có người đến tâm sự và nhờ mình giúp đỡ. Có cuộc đi ngắn hoặc có cuộc gặp gỡ, hẹn hò để thông báo sự chia tay, thay đổi hoàn cảnh sống. Cuộc vui không trọn vẹn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh Thủy. Làm gì cũng nên có sự cẩn thận vì có nhiều sự kiện xảy ra ngoài dự tính của mình. Hoặc có người đem đến những tin xấu, hoặc chỉ bàn bạc những chuyện bất lợi. Tài lộc có chút ít nhưng cũng dễ hao, có tin buồn. Tử vi tuổi Ngọ, Hôm nay, người tuổi Ngọ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện rắc rối trong mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa, bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó. Nếu đã có gia đình, bản mệnh có thể sẽ đau đầu vì chuyện con cái. Con cái bướng bỉnh, không chịu làm theo ý mình có thể khiến bạn cảm thấy không hài lòng, song bạn không nên đi sâu vào tâm lý con cái chứ không nên sử dụng vũ lực thực thần chiếu mệnh đem lại tin vui tài lộc cho những người làm nghề tự do hoặc những người có công việc tay trái nhờ tinh thần quyết tâm không ngại gian khổ công lao trước đó của bạn đã được công nhận và nay là lúc bạn gặt hái thành quả của mình tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim ngày tốt có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc cũng như về tình cảm việc cầu tài gặp may mắn hoặc có được cơ hội thi thố ngày tốt cho việc đính ước hội họp kết bạn có tin vui từ xa về có duyên đẹp đến tình cờ tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có tin buồn về đi lại di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tin vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp váp trước chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu hoặc trong ngày có nhiều việc đến cần có sự thu xếp khéo léo về thời gian có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tin tức vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp váp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng có tin buồn về đi lại di chuyển tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự biến động thay đổi về gia đạo cho người thân hoặc bè bạn có tin tức về chuyện tình cảm hôn nhân hoặc có sự dự tiệc tùng đình đám có người đến tâm sự cần nghe ý kiến của mình tài lộc trung bình tình cảm tốt tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên mưu cầu những chuyện lớn dễ có sự bỏ ngang giang dở hoặc kế hoạch bị thay đổi do người khác có ý kiến ngày có tiệc tùng hoặc có tin tức về chuyện tình cảm của thân nhân bè bạn có cuộc vui nhỏ tài lộc trung bình tử vi tuổi mùi thiên tài nâng đỡ người tuổi mùi giúp bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ nghề tay trái của mình đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của bạn và bạn có thể tự khích lệ mình bằng một món quà nào đó một số người may mắn có thể phát tài nhanh chóng bằng những trò may rủi nhưng tốt nhất là bạn không nên sống phụ thuộc hoặc lún quá sâu vào điều đó hãy nghiêm túc lao động như thế bạn mới phát triển bền vững được hôm nay mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình bạn trân trọng tình thân và hiểu rằng đó là thứ tình cảm mà tiền tài địa vị cũng chẳng thể nào đánh đổi được tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim ngày có nhiều biến động thay đổi từ công danh việc làm cho đến tình cảm có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân bè bạn có tài lộc nhưng dễ hao về mua sắm quà tặng tu bổ sửa chữa có người đi xa gặp lại người xưa tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa ngày có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người không nên tự mình giải quyết có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên ngồi yên dù có tính toán gì hoặc đi đâu cũng chỉ đem đến kết quả không có lợi sức khỏe không tốt có tin buồn tài lộc dễ hao chỉ thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa chỉnh đốn các công việc cũ có người ở xa trở về hoặc có tin tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có tin ở nơi xa hoặc có cuộc đi ngắn có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại khiến mình phải lo âu giải quyết tin xấu về hư hại tài sản tài lộc sức khỏe xe cộ máy móc ngày có nhiều sự bận rộn liên tục vì có nhiều tin đến dồn dập tử vi tuổi thân tam hội nâng bước người tuổi thân để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp thậm chí bản mệnh có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó bạn có cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực xem ngày tốt xấu theo trực hôm nay trực bế là ngày xấu để làm nhiều việc trừ đắp đê và lấp hố rãnh vì vậy nếu có kế hoạch trọng đại gì bạn cần cân nhắc kỹ càng trước khi thực hiện tránh những sự cố ngoài ý muốn tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy ngày có tin vui hoặc công việc trôi chảy việc đến như thế nào thì làm như thế ấy nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận không có hại tình cảm tốt thuận lợi cho việc giao ước kết bạn đi xa dọn dẹp thu xếp công việc chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư sẽ có người dòm ngó hoặc châm trích tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa có nhiều sự việc xảy ra đột ngột bất ngờ không có kết quả tốt hoặc nghe tin xấu về rủi ro, tai nạn, thất bại. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn định kỳ, nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Cẩn trọng trong việc đi lại. Tử Vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại, không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện tin tức đến cần phải lo toan tính toán có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim ngày không nên mưu cầu việc lớn lao cũng không nên tranh cãi sẽ gặp nhiều rủi ro buồn phiền có sự tu bổ dọn dẹp sửa chữa đồ đạc xe cộ vật dụng nơi ăn trốn ở nếu ngày này là ngày đã có dự tính tiến hành công việc hoặc thay đổi thì nên cẩn trọng và xem xét lại những dự tính của mình còn thiếu sót hay không hãy quên chuyện cũ tử vi tuổi dậu cục diện tự hình mang lại ảnh hưởng xấu khiến người tuổi dậu trở nên khá nóng nảy bạn thường tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình. Bạn có vẻ không hề lo lắng việc mình sẽ làm mất lòng người khác. Bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn, có những lúc bạn vẫn mắc sai lầm. Đừng quá tự kiêu, cho rằng mình có tư cách chỉ trích người khác bởi như vậy sẽ biến bạn trở thành ếch ngồi đáy giếng. Bản mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt hoặc những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể trong ngày hôm nay bạn có thể mắc phải những bệnh về gân cốt cơ bắp hoặc răng miệng tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn ngoài dự tính cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều không nên chỉ là ngày nên sửa soạn bàn bạc dọn dẹp nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng có sự gặp gỡ họp mặt người thân bè bạn có tài lộc quà tặng có cuộc vui chơi di chuyển nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này hao tốn về mua sắm tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng không nên tính toán chuyện cao xa mọi việc chỉ nên bình thường đừng để hoàn cảnh tin tức bên ngoài lôi cuốn sẽ không có kết quả việc di chuyển đi lại chỉ thêm hao tốn khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự trắc trở trước hoặc nghe tin xấu tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng khó có công việc gì trong ngày làm nên kết quả như ý hoặc làm mà không được hưởng công lao hoặc phải bỏ giờ nửa chừng chỉ thuận lợi cho các công việc vặt vãnh thường nhật tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng việc gì cũng nên từ từ giải quyết dù có gặp sự trắc trở khó khăn nên giữ hòa khí trong nhà hoặc mọi người đi xa di chuyển bất lợi có người đem đến tin buồn Tử vi tuổi tuất. Người tuổi tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay dưới ảnh hưởng của cục diện tương hại. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh trước mắt có bế tắc, bạn cũng không nên có những suy nghĩ quá bi quan, tiêu cực. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, nếu bạn cứ tiếp tục dửng dưng thì đôi bên sẽ càng lúc càng trở nên xa cách hơn. Hãy nhanh chóng tìm cách hòa giải với nửa kia nhé trong ngày hôm nay nếu cần phải xuất hành đi xa bạn nên đi theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn và dễ dàng thành công hơn hướng xuất hành tốt hôm nay là đông bắc gặp hỷ thần và nam gặp tài thần tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết nên chờ đợi vào một dịp khác có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm có lộc nhỏ quà tặng lộc ăn mời tiệc tùng ngày có tin tức về hôn nhân sinh nở thi cử công danh đính ước tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có nhiều việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính ngày có cuộc gặp gỡ bè bạn thân nhân đám tiệc hoặc nhận được tin tức của họ mọi sự di chuyển đi lại đều nên có sự cẩn trọng tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi có sự hội ngộ gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin tức mọi việc nên để tự nhiên tính toán bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến và dùng tình cảm thiện trí mới đạt được kết quả tài lộc không tốt có sự thiệt hại rủi ro tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim chớ nên để vướng vào chuyện tình cảm của những người khác dễ có sự mích lòng hiểu lầm có người đến phân giải hoặc đem tin buồn đến hỏi ý kiến về chuyện đi xa thay đổi hoàn cảnh hiện tại tài lộc trung bình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy sự việc âm ỉ chờ đợi đã lâu nay xuất hiện cả về mặt tình cảm sức khỏe công danh tài lộc nên gấp gáp tiến hành không nên trần trừ vì dư luận có lời qua tiếng lại bàn tán ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ tử vi tuổi hợi hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi hợi và nửa kia rất yên ấm bạn luôn lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì nhờ vậy mà đôi bên luôn cảm thấy mình được đối phương tôn trọng nếu còn độc thân nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập không nên từ chối các buổi gặp gỡ bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó chính ấn cho thấy bạn là một người dễ bằng lòng với thực tại và điều đó dễ biến bạn trở thành một người trì trệ ít khi chịu cố gắng dù bạn không muốn trở thành một người chức cao vọng trọng đi nữa thì bạn cũng không nên lười biếng ít nhất hãy hoàn thành công việc trong trong trách nhiệm của mình tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa di chuyển dễ bị rủi ro tai nạn hoặc bị phạt vạ có tin buồn ngày có sự hao tốn về giao tiếp giúp đỡ tiệc tùng đình đám tuy nhiên vẫn có tài lộc chuyện vui tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi tu bổ chỉnh đốn lại những công việc cũ ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở sức khỏe không tốt có tin buồn, có tài lộc hoặc có quà tặng ăn uống. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc. Ngày có sự đi xa, di chuyển, hoặc phải tiến hành công việc có tính cấp bách, không làm không được. Không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vạ. Có tin buồn, nếu là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi không nên bày vẽ thêm. Ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, đám tiệc. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, chuyện vui. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim chỉ nên ngồi yên hoặc việc như thế nào thì làm như thế ấy, nếu có cuộc đi ngắn hoặc dự tiệc tùng đình đám cũng không vừa ý. Sự hò hẹn chậm chạp, chắc trở hoặc chỉ đem đến điều không vui. Tài lộc bình thường. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Việc gì có thể bỏ qua, bỏ bớt thì nên giới hạn, không nên tiến hành. Kể cả những chuyện không vui, mít lòng cũng không nên để ý. Đừng nhúng tay vào chuyện của người khác không tốt. Nên giải quyết những công việc đã có dự tính, hẹn ước từ trước có cuộc đi ngắn hoặc có sự thay đổi chút ít về chuyện làm ăn cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại